Xin chào các bạn đã quay lại với kênh youtube.com Nguyễn Xuân Ngọc. Tiếp tục với chủ đề sử dụng Google Maps, thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật rất là hay khi mà các bạn sử dụng cái Google Maps này. Đó là cách thêm một cái địa điểm bất kỳ lên cái bản đồ của Google như thế này. Như trên màn hình các bạn thấy có một số cái địa điểm, sau khi chúng ta phóng to nó lên thì chúng ta sẽ thấy được cái nội dung của nó. Ví dụ ở đây là cái quán Coffee Valley Homestay thì nó được hiển thị ở đây, hay là cái cửa hàng giày dép đây, thì không phải cái địa điểm nào nó cũng có xuất hiện ở trên cái bản đồ Google Maps này. Có những cái thông tin thì Google nó sẽ đưa lên, và có những cái thông tin thì được người dùng đưa lên. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn với vai trò là một người dùng muốn đưa một cái địa điểm của mình lên. Ví dụ như là các bạn đang có một cái cửa hàng kinh doanh chẳng hạn, và các bạn muốn cho cái bản đồ này nó hiển thị cái tên cửa hàng của bạn khi mà người xem họ xem tới cái địa điểm chúng ta. Ví dụ như là những cái cửa hàng đây, đúng không ạ? Cửa hàng rồi những cái homestay như thế này thì có thể là được những cái nơi này họ đưa chủ động và đưa lên. Rồi, như vậy thì làm thế nào để đưa được một cái địa điểm lên trên cái bản đồ của Google thì mình sẽ cùng với các bạn bắt tay vào làm nhé. Thì đầu tiên thì các bạn phải chỉ cho Google thấy được rằng là các bạn muốn đưa cái địa điểm nào lên. Mình ví dụ mình sẽ đưa một cái địa điểm ở đây, ở đây chẳng hạn, mình sẽ đưa địa điểm đây ha. Thì cái thủ thuật này thì mình hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy vi tính để mà đưa lên. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng điện thoại để mà làm những cái thao tác như thế này. Tuy nhiên làm máy vi tính thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào cái nơi mà chúng ta muốn đưa cái thông tin đó lên. Ví dụ ở đây mình sẽ nhấp phải ở đây, và chúng ta sẽ vào cái mục là thêm địa điểm bị thiếu. Rồi một cái hộp và thêm địa điểm nó sẽ hiện ra, và ở đây thì mình sẽ thêm cái địa điểm ở đây. Thứ nhất là cái tên địa điểm, thì các bạn sẽ đặt cho cái tên địa điểm của mình. Ví dụ đó là cái cửa hàng, đó là quán ăn, hoặc đó là cái gì. Thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ chọn một cái tên ha. Đây mình sẽ lấy một cái tên ví dụ như thế này. Cái địa chỉ thì ở đây chúng ta sẽ có cái địa chỉ như thế này. Nó là cái địa chỉ mặc định khi mà các bạn nhấp vào đây. Tuy nhiên nó có thể cái số nó có thể lệch ra một tí nhé, thì chúng ta cũng có thể sửa lại cái này. Rồi các bạn có thể chọn danh mục. Ở đây thì nó có rất nhiều danh mục cho chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là nhà hàng, trường học, quán cà phê, trung tâm mua sắm, vân vân. Thì các bạn cứ kéo xuống ha, kéo xuống để xem thử là cái địa điểm mình muốn đưa lên nó đã được liệt kê trong cái danh mục này hay chưa. Thì mình thấy là có rất nhiều cái danh mục được đưa ra ở đây nhé. Đây. Và chúng ta sẽ chọn một trong những cái danh mục này, tại vì đây là một cái trường bắt buộc nha các bạn. Mình xem thử là nó có cái gì không nào. Mình sẽ chọn là cái hiệu thuốc. Rồi nó không có cho cái tùy chọn khác nhé, nó không có cho tùy chọn khác để các bạn nhập lên. Do đó mà các bạn phải xem thử là cái nơi mình đưa lên thì nó có trong cái nhóm này không nhé. Mình sẽ đưa tạm là cái hiệu thuốc đi, mình sẽ ví dụ một cái ví dụ cho các bạn xem. Rồi ngoài ra thì nó có hai cái thông tin nữa, đó là cái số điện thoại và cái địa chỉ trang web. Thì nếu các bạn có làm một cái địa điểm kinh doanh thì các bạn nên đưa thêm những cái thông tin này lên. Ví dụ mình sẽ đưa cái thông tin này lên, và cái trang web ha. Đây, mình sẽ đưa thêm cái thông tin này lên. Rồi, sau khi mà nhập đầy đủ những cái thông tin cơ bản rồi thì chúng ta sẽ có cái nút gửi đây ha, chúng ta sẽ chọn là nút gửi. Sau khi các bạn ấn nút gửi xong thì chúng ta có một cái thông báo như thế này. Đây là cảm ơn bạn đã cải thiện cho Google Maps, và cái bạn sẽ nhận được cái email khi đề xuất được xem xét. Có nghĩa là khi mà các bạn đưa cái địa điểm này lên thì không phải là nó sẽ được hiển thị lên tức thời, mà nó sẽ được đội ngũ của Google xem xét, và chúng ta sẽ nhận được cái mail ha. Chúng ta sẽ gần được một cái email thông báo. Thì cái email nó sẽ gửi cho ai? Nó sẽ gửi cho cái địa chỉ email mà các bạn dùng để đăng nhập vào Google. Ví dụ trên màn hình các bạn thấy mình đang sử dụng cái tài khoản này nhé. Cái tài khoản này thì nó sẽ gửi cái email vào cái tài khoản này. Có nghĩa là nó sẽ gửi email vào cái tài khoản mà các bạn đang dùng để mà đăng nhập vào cái Google Maps này các bạn nhé. Rồi sau đó thì chúng ta ấn nút xong. Như vậy là chúng ta đã thông báo cho Google một cái địa điểm gần được đưa lên. Thì khi mà đưa lên thành công rồi thì nó sẽ xuất hiện cái thông tin như thế này. Đây nè, các bạn thấy đây là cửa hàng giày dép nè, và nó sẽ có những cái thông tin tùy vào cái nội dung của cái địa điểm này là gì thì nó sẽ có những cái hình ảnh minh họa tương ứng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào mail thử xem thử có cái thông tin gì về của Google phản hồi cho mình hay không. Thì với là cách làm này thì các bạn sẽ đưa được một cái địa điểm thông báo cho Google biết, và khi mà người xem họ phóng to lên, họ đi xem cái khu vực đó thì họ sẽ thấy được cái địa điểm của các bạn. Thì cái thời gian xét duyệt thì tùy vào cái Google Maps, nó sẽ thông báo cho chúng ta qua cái địa chỉ email. Rồi như vậy là mình vừa đăng nhập vào cái địa chỉ email và mình đã thấy được một cái email của Google Maps gửi cho mình. Mình sẽ cùng với các bạn mở ra xem nhé. Rồi nó đã báo cho mình là mình đã gửi được cái thông tin thành công, và mình sẽ đọc cho các bạn xem ha. Dựa theo đề xuất của bạn thì danh sách cho cửa hàng hóa chất diệt côn trùng đã được thêm vào bản đồ. Xem phần bổ sung của bạn. Lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ để một số thay đổi xuất hiện trên Google. Cảm ơn bạn đã cải thiện Google Maps. Thông tin của bạn giúp cho bản đồ tốt hơn, hữu ích hơn cho tất cả mọi người. Như vậy là Google thông báo là có thể mất tới 24 giờ để một số thay đổi xuất hiện trên Google. Và kèm theo đó là cái thông tin mà mình vừa đã đăng ký. Ví dụ như là mình vừa đánh cửa hàng hóa chất diệt côn trùng nha, địa chỉ là An Bình, số điện thoại và cái địa chỉ trang web. Và phía dưới này thì Google có cái thông tin khác nữa, đó là nhận phần thưởng cho những chỉnh sửa như thế này. Có nghĩa là có những cái các chỉnh sửa của bạn đã giúp bạn kiếm thêm điểm, biến điểm của bạn vào phần thưởng bằng cách trở thành hướng dẫn viên địa phương. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho các chỉnh sửa và đóng góp tuyệt vời khác cho map. Thì đây là cái thông báo. Nếu mà chúng ta tham gia thì có những cái chỉnh sửa nào ở trên bản đồ thì sau khi chúng ta đã giúp họ chỉnh sửa được thì chúng ta sẽ được tích lũy điểm nha các bạn. Thì mình sẽ nói về cái phần này trong cái video sau. Còn cái việc đăng ký chúng ta đến nay là hoàn tất. Rồi các bạn chờ trong vòng 24 giờ và vào cái địa chỉ, vào cái số 12 An Bình để xem thử là có một cái cửa hàng diệt côn trùng, một cái cửa hàng bán thuốc diệt côn trùng xuất hiện hay không nhé. Rồi chúng ta sẽ chờ xem cái sự xuất hiện đó trong vòng chậm nhất là trong vòng 24 giờ. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở cái chia sẻ sau cũng về Google Maps này.